Mời vô. Đây là phòng khách. Cái ban công nó nhỏ nhỏ, chiều chiều á Ngọc hay uống cà phê hoặc là đọc sách và đón gió sông, cảm thấy là tinh thần rất là thư thái. Và còn có một sở thích khác khi mà mỗi lần rảnh rỗi á, đó chính là nấu ăn. Những cái món mà Ngọc thích để đãi bạn bè, đãi những người thân trong nhà. Đây là cái bếp, đây là tủ lạnh. Muốn khám phá tủ lạnh không? Đây là ngăn đông lạnh. Không có thời gian nhiều cho nên là mỗi lần đi siêu thị là phải mua rất là nhiều. Chẳng mua cho 3-4 ngày, 5-6 ngày. Thường thường thì Ngọc hay thích ăn thịt bò, ăn sườn non, ăn gà, ăn cá, các loại cá, cá hồi, cá bóng cát, rồi cá nục. Về nhà để cứ để chất trong tủ vậy đó. Cứ phân phân là làm từng hộp nhỏ. Giống như là mình biết là cái lượng ăn của mình như thế nào. Chẳng hạn như là đây, một mình biết một lần lượng ăn của mình là bao nhiêu đây, thì mình sẽ chia ra những cái hộp nhỏ. Có những cái mẹo nhỏ người ta chỉ trên mạng hoặc là mình cũng có xem cái này cái kia. Hành á, mình để như vậy á, xong rồi khi mà mình xài là mình chỉ cần lấy ra mình bỏ vô là hành nó sẽ vẫn tươi ngon như là lúc mà nó đang tươi vậy đó. Rồi đây là ngăn dưới. Ngăn ở trên này là đựng sô cô la. Rồi ở dưới này là trái cây. Rất là thích ăn táo. Mỗi ngày một trái táo thì bạn sẽ không bao giờ phải đi bác sĩ. Rồi Ngọc cũng thích ăn nho. Ngọc cũng rất thích ăn cái dưa này. Cái dưa lưới. Hạt sen. Rồi cái này là để nấu canh khoai mỡ với lại tép rang á, là hết sảy luôn. Tại vì Ngọc cũng hay mất ngủ lắm, cho nên là mình hầm gà hoặc là hầm sườn non á. Nhưng mà hầm gà thì cái nước nó sẽ thanh, nó sẽ ngọt hơn. Mình hầm với lại củ sen, với thêm một ít cà rốt và thêm một cái hạt sen nữa thì ăn cái đó đó mình sẽ dễ ngủ hơn, cái giấc ngủ của mình nó sẽ không có nhiều mộng mị. Đây là ngăn rau của Ngọc. Ngọc á thì thường thường á thích ăn củ hơn là thích ăn rau. Mua rau á, thì chỉ mua ít thôi, tại vì rau là mình phải ăn sớm. Ngọc thích ăn ớt chuông, nấm mà nấu canh nó rất là ngọt nước. Và cái này nè, broccoli, ai cũng thích. Cải này mà mình trộn với lại dầu giấm á, có một ít cà chua lên nữa ăn kèm vào để lúc nào da dẻ mình cũng tươi mát. Thích ăn những cái món của châu Á, chẳng hạn như là món Nhật, món Hàn, món Thái, món Việt. Món Âu thì cũng thích, nhưng mà nếu mà ăn món Âu hoài á thì mình sẽ cảm thấy rất là nhớ cái hương vị, những cái đậm đà, những cái gia vị của Việt Nam. Nói chung là cũng bị cái tật á, là con mắt bự hơn cái bụng, cho nên là lần nào ra quán á, cũng kêu rất là nhiều. Tại vì mình nghĩ lúc đó là lúc mình đói, xong mà mình nhìn thấy món nào mình cũng thấy thích á, mình cũng thèm hết trơn á, xong mình cứ kêu, mình kêu xong rồi mình nghĩ là mình ăn hết, nhưng mà thật sự là cũng có khi ăn hết thiệt, Đúng là thích ăn vặt, rất là thích ăn vặt. Đi học, hồi đi học là đã ăn vặt lắm rồi. Hết ăn xoài, sống rồi tới ăn bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn, rồi ăn kẹo chuối, ăn ăn ô mai, nói chung ăn đủ thứ hết trơn á. Giải lao lúc nào cũng đi ăn súp cua, ăn súp cua trong trường, uống sữa đồ nành. Rồi ở nhà là cứ nhấp nhép suốt à. Nếu như mà ở nhà không có làm gì hết á thì một là coi phim, hai là đọc sách. Thì lúc nào cũng không có phải đơn thuần là coi phim hay đọc sách, mà lúc nào cũng phải kế bên là một ly cà phê hoặc là một ly trà sữa, hoặc là có thêm các loại hạt, như chẳng hạn như là hạt điều, hạt mắc ca, hạt hạnh nhân hay là đậu phộng gì đó, rồi khô bò, khô gà, rồi bánh, các loại bánh ngọt. Nói chung là trái cây nữa, Ngọc rất là thích ăn trái cây. Tuổi heo nhưng mà hình như cút khỉ, nên là rất là thích ăn trái cây. Các loại trái cây nào cũng thích hết trơn á. Nói chung là ăn vặt từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối.